Thế nào gọi là tướng mạo viên mãn? Đó là mắt thì giống hình dạng của mắt, tai thì có dáng vẻ của tai. Thế thì quý vị nói mắt như thế nào là không giống mắt? Thông thường, chúng ta thấy hầu hết mọi người đều có đôi mắt dài dài, tựa như hạt hạnh nhân vậy. Nhưng có kẻ lại có con mắt hình tam giác hoặc vuông vức bốn cạnh, hoặc đa số có tai dài, hình đỉnh vàng. Nhưng có kẻ lại có vành tai nhọn nhọn như mũi dao vậy. Có người thì mũi lại hỉnh lên, lỗ mũi lộ ra ngoài. Nói theo sách tướng, người có tướng mũi như thế là người chẳng có chút phước báo nào cả. Đó là tướng bần cùng. Gặp những người có tướng như thế thì quý vị chớ nên kết giao làm bạn, bởi vì làm bạn với họ sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi có biết một vị pháp sư nọ có tướng mắt hình tam giác và mũi thì lộ ra. Khi còn ở Hồng Kông, tôi giúp đỡ ông cũng nhiều, nhưng sau đó ông ta lại tráo trở, dùng đủ cách để bôi nhọ, phá hoại tôi. Tuy vậy, tôi cũng chẳng hề trách móc gì ông ta cả. Về sau, ông ta mắc phải chứng ung thư mà chết. Lúc sắp chết vẫn còn ham thể diện, chưa buông bỏ được cái mặt này mà can dặn: hãy làm như pháp sư Từ Hàn, là hãy đặt nhục thân của ông ta ngồi trong cái vải lớn rồi niêm lại. Sau 3 năm thì hãy mở ra xem, nếu nhục thân vẫn còn tươi tốt thì đem ra thép vàng. Rốt cuộc chưa tới 2 hôm thì đầu của ông đã gục xuống rồi. Có người nói với tôi rằng, nếu là người có công phu tu hành thật sự thì bất luận chết đã bao nhiêu ngày, nhục thân của họ vẫn trong tư thế đoan nhiên chánh tọa, chứ đầu không gục xuống như thế. Vị pháp sư này sang ngày thứ 2 thì đầu đã gục xuống, thế nhưng ông ta vẫn còn ham thể diện, dặn đợi đến 3 năm rồi mới mở vải. Tuy nhiên, mấy người đệ tử của ông ta không dám mở vải, vì họ không mấy gì tin tưởng, cho nên người có tướng mũi lộ ra như thế thì không được tốt cho lắm. Lại nữa, đàn ông miệng rộng thì tốt, song đàn bà mà miệng rộng thì không tốt. Đây là tướng có phân nam nữ. Vận hạn của mỗi người lúc nào thì tốt, lúc nào thì xấu đều có thể biết được qua tướng mạo. Chỉ cần xem tướng mạo, người ta có thể biết được thời thanh niên quý vị đã thành công như thế nào, thời trung niên sẽ ra sao, và lúc về già hậu vận sẽ như thế nào. Cho nên, sự hiểu biết của người Hoa về lãnh vực tướng số rất uyên thâm, là chỉ xem tướng mà biết được tiền đồ mai sau của kẻ ấy có sáng lạng hay là không. Tướng mạo viên mãn tức là tốt đẹp toàn diện, như Hồng Y Du Bin, Vua Bân chẳng hạn. Tướng mạo của ông ấy vô cùng tốt đẹp, tuổi già được vận may. Quý vị có thể chú ý tướng mạo của ông ấy, như mắt, mũi, miệng đều rất cân xứng, hài hòa, tướng người rất phúc hậu, đức độ. Thế nhưng, rốt cuộc ông lại đi lầm đường. Nếu theo Phật giáo, ông ta có thể trở thành một vị pháp sư bất khả tư nghị. Tướng mạo viên mãn là quả báo nhờ là từng niệm Phật, lại Phật hoặc lại những vị Bồ Tát. Đức Phật dạy tiếp: người nữ xấu xí đó, nếu không nhàm chán thân nữ, tuy rằng xấu xí, nhưng nếu cô ta vẫn thích thân nữ và vẫn muốn làm người nữ, thì trong 100.000 muôn ức đời thường làm vương nữ. Nhờ lễ bái hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, cô ta chẳng những được thác sanh làm con gái của vua chúa, mà còn được tướng mạo xinh đẹp viên mãn nữa. Cho đến vương phi, thậm chí cô ta còn có thể được thọ sanh làm vợ vua, hoặc con gái dòng dõi tể phụ, đại quan, đại trưởng giả. Cô ta có thể được làm con gái của quan tể tướng, con gái của bậc đại quan, hoặc con gái của vị đại trưởng giả giàu có. Đoàn chánh thọ sanh, các tướng viên mãn, tướng mạo của cô ta nhất định là rất đoan trang và vô cùng xinh đẹp, mỹ miều. Như tôi vừa nói ban nãy, nếu cặp mắt xinh đẹp nhưng mũi lại không cân đối, như thế là không viên mãn.
mũi rất đẹp mà mắt không cân xứng thì cũng không viên mãn. Mắt, mũi đều đẹp mà tai lại không đẹp, không tương xứng thì cũng không gọi là viên mãn, hoàn chỉnh. Chẳng hạn, một tai lớn, một tai nhỏ, một mắt to, một mắt nhỏ, mũi nằm lệch sang một bên mặt, miệng dính liền với mũi, hoặc mũi với miệng không tách rời nhau, không biết đó là mũi hay miệng nữa. Các tướng mạo như thế đều là không viên mãn, cũng đều là có mắt, có tai, có mũi như nhau, nhưng lại không hài hòa, không cân xứng, hoặc là lộn xộn dồn về một chỗ với nhau, và mắt, mũi, tai lại tụ về thành một khối. Quý vị nói xem, như thế có dễ coi không? Tướng mạo như thế đều là không viên mãn. Do chí tâm chiêm lễ Địa Tạng Bồ Tát mà được phước như thế, thế thì tướng mạo viên mãn, các căn hoàn chỉnh, mắt cũng đẹp, tai cũng xinh, mũi cũng tốt, miệng cũng vừa phải, mặt mày đều dễ nhìn, nói chung là tất cả đều đẹp đẽ, tương xứng, là do đâu? Do có lòng tin chí thành, tha thiết chiêm ngưỡng và đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng mà được thọ hưởng phước báo tướng mạo đoan trang xinh đẹp như thế.